từ từ đi mấy bà, từ từ rồi, đi rồi, con. Từ từ đi, từ từ đi. Xếp một hàng đi rồi từ từ đi con đưa. Chưa chưa chị. Rồi, nha, Nam Mô A Di Đà Phật. Từ từ đi. Vô hàng đi, hàng đi rồi, rồi từ từ. Có 40 người à, mình mau lắm, không sao đâu. Dạ, dạ. Rồi chị Hiền lấy phiếu cô này đi. Khoan khoan, từ từ cho mấy bà ha, đây mấy bà không ngay. Rồi 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 rồi. Rồi. Đây bà, lấy hai phần này là bác lãnh cho các bà. Ủa hai phần hả, đưa đây em. Bà là bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Ai da, một bà con phần mì nữa. Mì nữa tư rồi. Rồi bà cụ đi theo con ra đây. Rồi ra đó đi bà cụ. À, dạ thì kính chào ông bà cô chú chị các bạn. Hiện tại thì con Dương Cầm đang đến chỗ nhà của cô Ba Hoa Lý. Thì có một chị có một mạnh thường quân cũng là nhớ tưởng cô Ba quý vị, thì cũng nhờ Dương Cầm đến để phát 40 phần quà mà chị có gạo 400 kg gạo là được 40 phần. Thì nay chị muốn nhờ Dương Cầm đến chỗ cô Ba để phát. Rồi thấy vậy thì Dương Cầm cũng có nhờ thêm hai chị, đó là chị Tiết Võ và chị Linh ở bên Mỹ, cũng hỗ trợ thêm mỗi người 100 đô là để mua mì phát thêm cho bà con. Đó là Dương Cầm gợi ý lên cho hai chị đó. Rồi thì chị Quách Hồng Thơ ở Cà Mau thì cũng gửi cho Dương Cầm là 400 kg, thì là 40 phần quà. Thì còn hai chị kia thì gửi mỗi người 100 đô là được 4.9 triệu. Thì đây Dương Cầm cũng báo cáo với quý vị. Mì thì Dương Cầm mua ở chỗ cô Tư Xã Tiết thì tính cho Dương Cầm là 73.000 một thùng, là mì 73.000. Thì 400 đô được 200 đô được 4.980.000. Thì Dương Cầm nói gì Tư ơi là tính con coi được nhiêu. Mới đầu thì Dương Cầm tại vì chỗ Dương Cầm bán mì á, thường thường mì bán cho người ta là tới 75 lần nha quý vị. Rồi dì Tư bán cho Dương Cầm á thì bớt lại để mình làm từ thiện á, thành ra còn được 73.000 thùng. Thì 4.000.000 này thì được 68 thùng mì nghe quý vị. 68 thùng mì. Dạ. Còn gạo á thì là 16.000 một ký. Rồi bên chỗ dì Tư, con dì Tư cũng bớt cho Dương Cầm còn là 15.500. Thì 15.500 thì gạo là 40 phần này thì còn dư được 220. Hôm bữa thì 220 một tí nữa Dương Cầm sẽ đưa lại cho anh chị Hiền. Và tại vì cái chị này là chị nhớ tưởng cô Ba nên Dương Cầm cũng muốn dùng 220 đó nhờ chị Hiền nhận lại mua bông để cúng dâng lên các điện ở đây ha quý vị, các cung ở đây. Cho nên thì Dương Cầm cũng xin báo cáo rõ tình tài như thế ha. Thì mới đầu tính thì 40 phần thì nó 6.4 triệu quý vị, nhưng dư ra được 200 mấy, tại tính 15 năm á, dư ra được 220 gì đó, rồi 220 số tiền á, nên Dương Cầm sẽ để và giao lại cho chị Hiền, nhà chị Hiền mua bông cúng lên điện mẫu giùm ha. Chị Quách Hồng Tơ, em làm gì nếu chị có hài lòng cũng mong chị thông cảm, thì tự quyết định số tiền còn đó, nhưng mà số tiền đó thì con dì Tư bớt dư lại á, thì em làm gì chắc là chị cũng sẽ không cũng sẽ hài lòng với em ha. Rồi thì đây em đến đây đến và để 9 giờ mấy rồi, nhưng phát gạo 10 giờ, giờ này bà con cũng chưa có lại đó, quý vị. Nên Dương Cầm cũng review chút, nói lên vài tiếng về báo cáo tình tài để cho quý vị cùng xem á. Rồi để mà mình một chút nữa bà con tới đông đủ rồi mình phát luôn cho nó gọn để bà con khỏi phải chờ lâu ha. Rồi thì rồi nay thì Dương Cầm cũng vô để thắp một nén hương. Dương Cầm vô thắp một nén hương nha quý vị.
để cũng mong ơn trên gia hộ độ cho các mạnh thường quân ha. Dạ đây, lâu ngày cảnh xưa còn cảnh cũ cũng y thinh gì nghe quý vị. Dạ. Rồi cái phần về thắp nhang cúng và cầu nguyện cho các vị mạnh thường quân thì Dương Cầm cũng xin phép tắt máy để Dương Cầm thắp nhang cầu nguyện cho quý vị ha. Dương Cầm thì không biết gì, chỉ cầu nguyện hồi hướng công đức cho quý vị được gia đạo bình an, con cái được ngoan hiền và làm ăn phát tài phát lộc thôi ha, chứ còn ngoài ra những chuyện khác thì Dương Cầm không biết nha. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Dương Cầm cũng xin tắt máy tại đây để cầu nguyện cho quý vị. Rồi chút xíu bà con tới thì phát gạo luôn ha. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lễ Phật, con kính lễ thầy. Dạ, con chào dì Tư với chào chị Hiền. Dạ. Thì hôm nay đến đây để phát quà cho bà con, có một chị Quách Hồng Thơ ở dưới Cà Mau á, thì cũng nhớ tưởng cô ba, cũng nhờ em lại đây để phát quà cho bà con mình á, lâu quá không phát. Thì nay thì trước khi phát quà thì em cũng xin báo cáo cái tình tài hồi nãy rồi, thì giờ mình chỉ nói để đại diện để mình xong rồi mình phát thôi. Rồi à, em mời chị. À, giờ cũng xin chào chị gì? Chị Thơ và hai cái chị Mạnh Thường Quân đã tiếp vô với mày. Dạ. Thì hôm nay cũng thay mặt các bà con mà nhận quà cũng kinh cảm ơn lòng hảo tâm của mấy chị đã giúp cho bà con lúc khó khăn này. Thì hồi trước thì bà mẹ thì nó có cái sự là hồi đó giờ nhiều quá rồi, bây giờ ngắn ngưng hơi lâu. Thì hôm nay có lại thì bà con cũng rất là mừng. Thì mong chị giả tỷ như giờ chị có thấy cảm thấy như có mằng sau này chị mà có vun phía cái phát triển thêm đó, rồi cũng chia sẻ với bà con. Dạ. Để bà con mình được cái sự ấm áp của chị Mạnh Thường, mấy chị Mạnh Thường Quân, để nó cái khúc khó khăn này nó được nên cho nó qua. Thì em cũng thay mặt là xin cảm ơn mấy chị Mạnh Thường Quân đã có cái lòng hảo tâm đến với bà con. Thì chúc gia đình chị cũng là thanh tâm an lạc, sống vui vẻ hạnh phúc. À, thôi giờ từ có gì cũng nói thêm, tại vì giờ mới có lên YouTube nên cũng hơi gung. Dạ. Hơi gung. Xin Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào tất cả anh chị em xa gần trong và ngoài nước. Hôm nay tôi là Tư Giả Tiết, ngày xưa tôi là lính của chị quản lý. Thì hôm nay chị đã qua đời, để lại cho mấy em nó còn bé nó nhỏ, với lại Dương Cầm hồi ngày xưa đó là cũng ủng hộ cho chị ba nhiều lắm, và bà con ở địa phương ở chỗ này mà từ hồi hôm chị đã dấn rồi tới bây giờ ở đây rất là gặp khó khăn quý vị. Mà hôm nay là có một cái đám mưa nhỏ của em Thơ ở Cà Mau để chia sẻ về cho Dương Cầm, chia sẻ cái điểm của cốc am của chị quản lý. Thì trong đó tôi cũng không biết nói gì hơn. Sự thật với quý vị đó, hồi ngày xưa lúc mà chị ba còn đó là một tháng hai lần có, ba lần có, mỗi một lần và 100, 200. Mà bây giờ đó là dắn với nhau cũng một năm mấy, mới được là 40 mấy phần quà, 50 phần quà này. Thiệt tình nhầm thấy bà con tôi rất là xót xa, trong cái lúc này rất là khổ sở. Nếu mà chị còn sống á thì chắc có thể là bà con nhờ dữ lắm. Cho nên không phải trách móc gì, nhưng đó là cũng do nên cái duyên. Thì hôm nay đó, khi mà chúng tôi đã nhận được những phần quà yêu thương của các anh chị em để chia sẻ về cái chỗ cốc am của chị quản lý, thì không, tuy rằng không có chị, nhưng đây là con của chị để mà đại diện cho phần này, và có Dương Cầm với Phú bên cạnh thì cũng có tôi, thì cũng rất là mừng và cũng là không biết nói gì hơn. Thì tôi cũng thay mặt cho tất cả anh chị em ở địa phương để nhận được một phần quà yêu thương ngày hôm nay, cũng thành thật đó là cảm ơn tất cả là quý vị được nhiều sức khỏe. À, đầu năm dẫn tới cuối năm, chuyện hên đem đến, chuyện rủi đem đi, mằng ít đặng nhiều, để chia sẻ dùm những cái hoàn cảnh khó khăn và những hoàn cảnh đang là bất hạnh hơi hơi nhiều. Thì trong sự chờ đợi cũng là xin
có lời nêu lên với tất cả anh chị em cũng thương dùm là cái chỗ cái điểm của chị Ba ngày xưa ở cái vùng này khổ dữ lắm quý vị. Giàu thì ít lắm nhưng người khổ là rất nhiều. Nhưng mà quý vị biết mỗi lần đó là 100-200 phiếu mà bây giờ có 40-50 phiếu à, rất là thưa thớt, thấy tội nghiệp lắm. Trốn đó quý vị, tội nghiệp Dương Cầm đi tàn tảo chỗ này chỗ kia, vừa nhận được là báo tin lợi cho Hiền biết liền, rồi Hiền cũng báo qua cho cô Tư biết liền. Cho nên hôm nay đó thì cũng rất là mừng và cũng xin đó là cô Tư đó là làm tất cả những việc tiền hồi giờ và cái buổi hôm nay là cả ba đứa chúng tôi, bốn đứa chúng tôi là xin đó là hồi hướng công đức lành của chúng tôi về cho tất cả mạnh thường quân và gia đình được là hưởng một mùa là xuân mới và cũng là đọt cái chuyện làm mới, tất cả cái gì cũng là được đọt hết để cho sau này nếu mà ở đây đầy đủ nhân viên á quý vị thì có thể là mạnh thường quân á Cầm có thể là nhỏ giọt về cho các anh chị em đỡ xương đỡ trong cái một miếng khi đói bằng một gói khi no. Dạ. Yeah. Dạ thì kính thưa bà cô chú, nay thì con Dương Cầm phát quà thì cũng mong quý vị niệm Phật để mình hồi hướng cho bà các mạnh thường quân á, để ta có nhiều công đức rồi người ta có nhiều tịnh tài hơn giúp đỡ cho mình nữa ha. Thôi giờ không để mất thời gian bà con mình phát quà hết. Dạ, cũng nói luôn là chị em cũng nếu tin tưởng thì cứ gửi về đây thì chị cũng nhận. Nó còn như là Dương Cầm nói là dư được 28 thùng mì đúng không? Thì cái đó là phát sinh thêm cho những bà con chưa có phiếu. Thì đây chị cũng để giả tỷ như có ai có nhận thì chị dẫn cho. Chị cũng chỉ cho hoài vậy đó, chừng nào hết thôi. Giờ thì cũng thay mặt bà con xin đa tạ cái tông công đức của quý mạnh thường quân. Thôi giờ cũng không có chờ lại lâu, bà con cũng tội nghiệp rồi, nãy giờ chờ hơi lâu rồi. Lâu sau khi này đó, thì tôi có cái góp ý một chút với Dương Cầm. Ví dụ bây giờ hồi trước á, thì chị Ba còn á, thì cái gì nó cũng rõ rệt. Còn đối với em Hiền á, thì... Mới chưa biết gì. Đúng túng. Cũng tôi cũng phiên em Út. Ví dụ sau này đó, mà bà con mà người ta có ủng hộ cho mình đó, mình phải sao kê đàng hoàng ha. Dạ đúng rồi, ta lấy cái tình phần tin tưởng thì quý vị cũng nên thông cảm. Ví dụ em Út nó có một hai điều gì hơi sơ sức cũng nhờ bỏ qua giùm. Cái hồi nãy thì em có đoạn đầu thì em tự giới thiệu tự nói, nhưng sẵn đây có chị em cũng nói lên một lần nữa ha. Nói vài tiếng không mất thời gian bà con đâu ha, là có chị Quách Hồng Thơ gửi 6.400.000 là 40 phần. Là bên dì Tư thì lúc em nói 16 nhưng mà dì Tư, con dì Tư bán thì bớt được là 15 năm, là còn dư được 220. Sẵn đây em cũng xin nhờ chị quên nhờ nhắc là gửi chị ha 220 cái phần dư này của chị Quách Hồng Thơ á, là để mua bông cúng giùm. Đâu đây cơm để gửi tiền xăng đi. Nó bị mua bông cúng giùm cúng giùm em. Rồi vậy là mua bông cúng giùm cho mấy chị luôn. Là hồi hướng công đức lành để cho gia đình cũng được thanh tâm an lạc, được mặn ăn phấn trắng phát tài. Vạn sự như ý. Thì thôi này là cũng là gửi lại là mua bông qua để cúng Phật. Rồi sáng em cũng nói chị luôn thôi nghe là hai chị kia mỗi người 100 đô. Mua được 68 thùng mì. Rồi nha bà con. Rồi nhận quà nha. Rồi bà con nhận quà. Rồi tới phát quà nha. Phát quà nha. Cầm mấy rồi, thì chị gom phiếu đi. Nhé. Chị gom phiếu đi. Ông Phú lại phát quà lên Phú. Em quay. Phát đi ấy đi rồi kìa ấy mày. Khoan bà con đi. Khoan từ từ đi cho chị qua đây nè, đang phát phiếu. Phát từ từ đi. Chị đứng ngay đó đi. Đây. Chị lấy phiếu rồi người ta tới giao. Từ từ đi mấy chị, rồi, từ từ. Đưa thùng này. Rồi, vậy đi hết con. Rồi. Sao mà? Từ từ. Rồi, cho mấy bà. Ê bà con đứng đó nói giùm chút đi cho bà đưa mì cho nó dễ con đưa. Ra đây, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bưng tiếp bà ra đi. Khoan từ từ bà từ từ. Từ từ đi mấy bà, từ từ đi cho con. Từ từ đi. Xếp một hàng đi rồi từ từ đi con đưa. Chưa chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ đi. Vô hàng đi rồi từ từ. 40 người à, mình mau lắm, mình sao đâu. Dạ. Rồi chị Hiền lấy phiếu cô này đi. Khoan từ từ cho mấy bả ha, đây mấy bả không ngay. Rồi. Gom phiếu. Đây bà, lấy hai phần này là bác lãnh cho các bà. Ủa hai phần hả, đưa đây em. Bả là bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Ơ da, một phần thùng mì nữa. Thùng mì nữa tới rồi. Rồi bà cụ đi theo con ra đây. Rồi ra đó đi bà cụ. Bà cụ đi ra đây. Khoan từ từ bà, đây đưa bà này đi rồi. Cho bà. Tại vì bên đó nó đưa mì nó chặt nữa.
Rồi đúng rồi. Ấy da, của bà cụ để đây. Rồi đi ra vậy đó đó, giải gì đó. Nè, tới bà. Dạ dạ, con lâu dạ, rồi. Rồi rồi, con để bà cụ đây nha. Dạ dạ. Dạ cho bà con, cho Mạnh Thường Quân tôi thấy mà cái cảnh bà con về ta vui. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Mừng tiếp cho bà rồi sao? Rồi đưa phiếu cho chị Hiền đi con. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Lớn lớn lên. Lớn lên là mới mốt con nhiều con đi học niệm là mới mốt. Không không có đất. Nam mô A Di Đà Phật. Giỏi. Rồi. Rồi đây gào 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 đi con. Dẫn gạo. Dạ. Dạ. Rồi rồi cô đợi tí xíu đi ha. Cô đợi đi để cho mấy người có phiếu lãnh trước đi hả cô, rồi mình tính ha. Như vậy mình thấy vậy mình thấy mình cũng vô bà con vậy này hai phần tại vì cũng có số bà con ở xa ta lãnh không được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, lớn lên đi cưng. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đề phí bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Giỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có phiếu vô đi, phiếu rồi, vô ai có phiếu vô lãnh đi bà con ơi. Hai phiếu hả? Ừ, lãnh giùm cho người ta. Rồi ai còn phiếu vô nha. Còn phiếu vô đi, tại vì cách sau là mì không à. Lớn lên đây, con. Đây cô. À, chị Hiền ơi, cái cô này nói chị cho phiếu rồi mà bị tắm làm ướt phiếu nè. Giờ nhớ nha. Rồi nhớ rồi nha. Tắm ướt phiếu mất rồi. Này, ông này ông lãnh giùm trên núi luôn ba phiếu. Ba phiếu. Để bên đó đi, tại vì ông chở giùm mấy người già dạ, chở giùm nha. Đây, ba phần đây. Rồi đây nè chú ơi, đây đây nè của chú để đây ba bịch gạo ba thùng mì đây, còn hai hết cậy cho mấy bá ngồi đó chơi đi hết rồi tới mày nè. Rồi bốn phần bên bà Tư, bốn phần để đây đi của bà Tư, để bốn phần để đây đi, để đây đi, tại còn mấy người ở xa quá, người ta chưa có tới á. Nam mô A Di Đà Phật. Không lấy mì hả? Tao rồi còn nghe thằng đúng không? Ổng ngồi đây. Để lại vô lại nhận luôn. Kìa ông hai lại. Ông mấy ông này lại không kề, không có lại cái gì kịp chị. Đủ chưa? Còn bằng nữa nè. Đây. Cảm ơn chị Đà Phật. Dạ. Chị cô không có phiếu hả? Không có phiếu nè chị. Giờ là không có phiếu là em cho người một thùng mì. Chứ không có gạo nữa, tại vì gạo là đủ trong có phiếu rồi. Cái phiếu này là như cái chế thôi. Rồi. Dạ. Đây có phiếu, đây có phiếu. Dạ, tại vì cái này là đựng cái coi. Dạ. Để cho rồi, đây phát sinh tặng thùng mì ha. Dạ, cho gạo bà con rồi giờ tặng chị em. Gạo hả? Vậy đợt sau đi. Có gì đợt sau đi ha, tại đợt này hết gạo rồi nên cái mình cái này đây nè. Đợt sau đi bà con, ta ủng hộ nhiều quá, con ấy nhiều. Mai mốt người ta lợi lợi để chúng tôi làm cái điều này giùm cho bà con nha. Thấy bà con lãnh gì thấy mừng không? Còn có mấy người đi xin chưa có cho được luôn á. Tại vì người ta còn mấy người này ở xa không mà trên núi không mà. Vậy là còn mấy phiếu nữa. Tắt đi cầm. Cái này thì chúng chị Hiền với cô dì Tư thì mình phát quà thì bà con cũng tới chưa có đủ á chị Hiền. Dạ. Thì còn một số mấy phần ở đây thì có gì em giao chị ha, em còn đi chỗ khác nữa. Dạ. Có gì chị ở đây người ta lợi á. Rồi người ta phát á, người ta lãnh á thì chị phát giùm em ha. Dạ. Với mấy thùng mì dư đó thì người ta có lợi thì người ta đây tới chiều chắc ta lợi. Rồi chị phát giùm em ha. Dạ. Tặng cho bà con. Cũng nói với mấy chị là cũng tin mà cái sự tin tưởng. Dạ. Là còn lại cái người này là những người mà tai biến giờ. Dạ. Già ở xa lắm, rồi người ta mới mượn chiều có người chở á, người ta mới chở được. Dạ. Nên á mình mượn người ta lãnh giùm á. Dạ. Nhưng mà người ta phải đi công chuyện xong. Ta đi công chuyện rồi xong ta lãnh giùm. Dạ. Nên cái này là mình cũng giữ lại đây là để cho bà con ở xa tới. Dạ. Chồng Hà Tiên phải chừa lại cho chồng ba phần. Dạ. Anh hai ngày bữa mai anh về anh chở vô chồng cho.
tại vì ở trong cũng có mấy chỗ cũng khó quá khó khăn nên cái nào mình cũng chia sẻ lần chị ba chia sẻ cũng có chia sẻ ở trong lần 50-70 đó đó chia sẻ cho trong mấy người nào khó quá thì mình chia ít số ít vô cũng như là cái buổi phát quà hôm nay tại nhà của chị ba nó cũng đã thành phẩm nó cũng đã xong thì chúng tôi xin tạm dừng cái clip này để còn đi chị em biết tụi tôi đi đâu không đi qua mấy cái hoàn cảnh khó khăn ở bên ngoài lạ mấy hoàn cảnh mà đau mà đang cần chúng tôi để mà hỗ trợ đó thành ra bây giờ đi về đó là đi liền á Hiền đâu được ở không đâu đi về từ đây nè phải không phải đi xuống chị Tôn rồi mới đi ra ngoài tới ngoài là Dầm Sáng Vĩnh Tre rồi đi qua bên Kinh Hòa Bình bánh nữa những cái hộ đó là người ta đau nhìn nhà ở đây thì nó hay ta cũng bị tai biến nhiều lắm rồi ta nói thôi chị cho đi đặng ta chở tới nhà cái người khác hy sinh ta chở tới nhà cho những người bị tai biến cũng ở bên bển cũng tội nghiệp ở bên đây mình còn nhỏ giọt bên bển không có ai trơn nói gì người ta đang cầu kiến là cho Dương Cầm có thể là dưới huống có thể là khi nào mà đầy đủ nhân viên nó chia sẻ bển đỡ 50-30 cũng được những cái hoàn cảnh mà người ta đã không có khả năng để mà lo cho mỗi ngày ở bển bữa hổm tụi mình đi đó là ăn cháo luôn nó dù có khi ăn mì có khi ăn cháo hôm hôm có quà chứ con cũng có nguyện xin ở trên là cái những cái lòng của mấy chị hảo tâm đã có cái lòng để cho bà con chia sẻ cho bà con cũng nguyện xin ăn trên ban phước lành cho mấy chị được cái sự dặn sự dư ý thanh tâm lúc nào cũng phải an lạc vui vẻ hạnh phúc và mặng cho có tiền tài đang để giúp cho con. Giúp đỡ cho bà con lại gửi lại bao nhiêu phần quà đó mà Dương Cầm báo lên rồi đó là Hiền nó mừng lắm mà tôi cũng mừng nữa mừng là gì mừng cho bà con chứ không phải là chúng tôi thì không đánh đổi cơm tẻ ngày hai thì không có dư thiệt nhưng mà nó không có thiếu còn tội nghiệp trên những hoàn cảnh là nãy giờ vậy đó thành ra mừng quá trời mấy bà mừng rồi bà nói trời ơi lâu quá bà ba mới cho lời mà ít quá trời thì biết không tôi đi đợi trước thì em nó đi công chuyện quá nhà mấy người này người ta lợi người ta nói gì nữa cô Tư ơi không có bà ba tụi tôi đói quá đói mừng mới bà mừng quá trời mừng nó lâu quá rồi bà ba mới cho quà lại quá trời mừng thì cũng thay mặt bà con cũng cảm ơn mấy chị rất là nhiều thì sống sao lát vậy cũng ráng về gia hộ độ cho đàn em đàn cháu mình chị ba cho nó bằng ăn cho được có tiền tài đặng nó nhớ tới cái chỗ cái điểm của mình cái tỉnh đất của mình ở đây rồi thì lần cuối cùng Dương Cầm cũng xin nguyện với mười phương chư Phật Hồng An Tam Bảo xin gia hộ độ cho các mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài phát lộc để có nhiều tiền tài giúp đỡ hơn nhiều bà con hơn nữa ha cảm ơn Di Đà Phật mến chào rồi xin chào. Thank you.